Nấm, bà con ta biết nấm hết rồi phải không bà con? Nấm nó rất tốt cho người ăn nấm, nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Nhưng mà riêng có một số người, một số bệnh thế này vui lòng đừng ăn nấm. Người không nên ăn nấm là những người béo phì, nóng nảy, mất tự tin, cáu giận, tiêu hóa kém, bệnh gan, bệnh thận, hệ thần kinh, tỳ vị hư nhược, đầy bụng, phân lỏng, khó tiêu. Vui lòng đừng ăn nấm nha bà con. Ăn nấm nó không tốt gì cho sức khỏe, cho nên ta đừng ăn. Đó là những người béo phì, những người nóng nảy, những người mất tự tin, cáu giận, tiêu hóa kém, bệnh gan, bệnh thận, hệ thần kinh, tỳ vị hư nhược, đầy bụng, đi ngoài, phân lỏng, khó tiêu, là vui lòng đừng ăn nấm để nó tốt cho sức khỏe của mình bà con à. Còn ngoài ra ăn nấm nó tốt cho sức khỏe vì nó giảm nguy cơ ung thư, tốt cho người lớn, tốt cho trẻ em, cân bằng lượng đường trong máu, hệ tiêu hóa, cải thiện tim mạch, tốt bà con ha, chống lão hóa, giúp giữ vẻ dáng đẹp, giúp giữ dáng đẹp, tránh sư tết, tránh sư tết. Ăn nấm không quá 100 gram một ngày. Nếu ta ăn liền 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày bà con à. Nhưng mà nấm phải tìm hiểu kỹ, rất là nguy cơ nhầm lẫn nấm độc, nó lẫn lộn nấm độc. Nấm ăn được là nấm rơm, nấm bào ngư, nấm mèo, nấm kim chi và nấm mỡ. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.